Wow, bún dưa hấu trộn sốt thái hải sản là sự kết hợp giữa vị ngọt của tôm mực cùng nhiều loại rau với hương vị hài hòa, chua cay, mặn ngọt. Sẽ là một món ngon thanh mát, kết hợp cho những ngày cuối tuần đúng không nào? Đặc biệt, món ăn gây ấn tượng mạnh bởi những sợi bún màu cam bắt mắt khi luộc lên vẫn còn hương thơm thoang thoảng của dưa hấu, hấp dẫn lạ miệng. Hãy cùng học cách nấu ngay nhé quý khán giả ơi! Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Việt Nam chúng ta là có rất là nhiều những sản phẩm làm từ nông sản đúng không nào? Ngày hôm nay Si tới đây sẽ mang tới một sản phẩm của Mr. Right của công ty Di Anh Food. Thì trong Thái Fest tháng 5 2022 vừa qua thì sản phẩm bún dưa hấu cũng được công nhận một trong 14 sản phẩm nổi bật về sáng tạo của năm nay. Hôm nay Xin sẽ làm cho một cái món là bún trộn hải sản. Mình làm cái sốt thái chua chua ngọt ngọt. Xin có chuẩn bị một cái nồi để chúng ta luộc cái phần bún này. Đối với bún này á thì nguyên liệu chính của nó là gạo thơm và nước ép dưa hấu 100%, nên các bạn yên tâm nha. Còn về thông tin sản phẩm chi tiết thì các bạn có thể search trên mạng và có giá trị dinh dưỡng chi tiết ở sau lưng này luôn. Với dòng bún khô này á thì chúng ta luộc từ 6 tới 8 phút là chúng ta ăn dai mềm giống như bún tươi mà chúng ta mua ngoài chợ luôn. Bây giờ Xin sẽ xé cái phần bún này ra trước trong khi đợi nước sôi ha. Sau quá trình nước ép tươi dưa hấu nè, rồi pha trộn với bột gạo thơm nữa, rồi gia nhiệt nữa, cho nên cái màu dưa hấu còn rất là đẹp nhưng mà nó sẽ bị xuống màu, còn không phải là còn màu đỏ tươi nữa. Cái dòng bún này á thì chúng ta cho hơi nhiều nước một tí, bởi vì bún sẽ bị no nước, và nước nhiều á cái sợi bún chúng ta nó sẽ bóng bẩy đẹp, nó không bị dính vào nhau. Mình sẽ cho vào luộc nha. Trong thời gian mà Xin chờ khoảng 8 phút thì Xin sẽ sơ chế cái phần rau củ quả. Hôm nay Xin chọn cải cà rôn nè, một ít ớt sừng không có cay, một ít dưa leo nè cho giòn, và thêm một ít bắp cải tím để cho có màu sắc ha. Hôm nay Xin chọn những cái con tôm tươi nè, mực tươi nè, một chút xíu chúng ta sẽ tẩm ướp rồi chúng ta áp chảo cho thật là thơm. Bây giờ Xin sẽ sử dụng cái phần dưa leo nè. Mình sẽ cắt sợi vừa ăn để lát trộn với cái phần bún của mình. Thì cái phần rau củ quả này chúng ta cắt vừa nhỏ thôi để ăn cái phần bún nó vừa dai, cộng với phần rau củ quả nó vừa giòn thôi. Giữ luôn cái phần vỏ mình rửa sạch ra để cho nó có cái màu xanh, khi chúng ta trộn thì nhìn nó hấp dẫn hơn. Và chúng ta sẽ thái sợi ra. Chúng ta không quá nhiều thời gian thì chúng ta chỉ cần luộc bún này lên và ăn với một ít rau, một ít nước sốt thôi cũng đủ năng lượng làm việc cho một ngày ha. Cái phần mà rau củ quả trộn này chúng ta có thể tùy thích theo gia đình, sở thích chúng ta lựa chọn giá sống nè, hay là những loại rau củ quả salad nào mà chúng ta ăn sống được và trộn được thì chúng ta cứ mua theo sở thích gia đình của chúng ta. Sơ lên một cái để cái sợi bún không bị dính vào nhau ha. Cái bún của chúng ta nhìn rất là mềm rồi đúng không? Đây, như vậy là vừa ha. Giờ Xin sẽ gấp ra nha. Cái bún sau khi chúng ta luộc, ở nhà có tiệc nè hoặc là số lượng nhiều thì chúng ta nên trần qua nước lạnh một cái, rồi chúng ta để ráo nước thì bún sẽ ít bị dính lại hơn. Còn ở đây Xin làm xong á, cái Xin trộn liền liền luôn, cho nên là Xin sẽ để nguội, không cần phải ngâm qua nước ha. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục cắt cái phần rau củ quả. Cái phần salad này nè thì ưu tiên mình chọn những cái loại salad giòn mọng nước chút xíu để chúng ta trộn ăn cảm giác sẽ không bị ngán. Cái phần ớt sừng này á thì Xin sẽ bỏ hạt và cắt sợi. Bây giờ Xin sẽ sơ chế luôn cái phần nguyên liệu để chúng ta pha cái phần sốt thái đơn giản tại nhà để cho trộn cho cái món ăn này ha. Có một ít sả, chúng ta lựa những cái cọng sả non và sắc thật là mỏng để trộn vô ăn nó không có bị sạm trong miệng ha. Cái phần ngò rí này chúng ta sẽ cắt khúc luôn. Cái phần ớt xim xanh này á, thì nó cay nhưng mà nó thơm. Thì tùy vào gia đình chúng ta, đối với món ăn này thì Xin sẽ cắt cái trái ớt xim xanh này làm đôi thôi. Phần ớt hiểm này thì chúng ta sẽ cắt khoanh ha. Phần trái tắc này á, thì Xin sẽ sử dụng khoảng 2 trái, chúng ta cắt lát luôn. Chúng ta sẽ sử dụng một ít vỏ tắc này ăn cho nó có cái tinh dầu, nó thơm thơm, và chúng ta đừng để nhiều quá nó sẽ bị đắng. Cái phần hành tím thì chúng ta cũng sẽ cắt lát luôn ha. Chúng ta sẽ còn 3 trái tắc thì Xin sẽ lấy nước nha. Ở đây Xin có khoảng 1 muỗng đầy đường thốt nốt ha. Có khoảng 1 muỗng nước mắm, và chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xử lý cái phần hải sản, tẩm ướp gia vị một chút xíu tiêu cho thơm nè, một chút xíu hạt nêm cho đậm đà, và chúng ta áp chảo với lửa lớn để cho cái phần hải sản chúng ta được giòn nè, không bị ra nước và mọng nước bên trong nha. Rắc vào đây một chút xíu tiêu nha.
chút xíu hạt nêm để cho cái phần tôm và mực chúng ta trở nên đậm đà hơn. Chúng sẽ có vào đây một chút xíu dầu ăn. Và chúng ta sẽ đợi cho cái phần chảo này thật là nóng ha. Chúng ta sẽ cho hết cái phần hải sản và chúng ta vừa tẩm ớt nha. Đó. Và đừng có đụng tới cái phần hải sản để cho nó vàng và nó xém xém một mặt, rồi chúng ta hãy trở lại nó sẽ ngon hơn ha. Áp chảo hải sản thì chúng ta sẽ sử dụng lửa lớn để hải sản không có bị ra nước ha. Và xem cũng cho vào đây một ít tỏi bầm cho thơm. Đây, chúng ta coi khi cái mặt nó xém xém như vậy, hơi vàng vậy là hải sản vừa chín tới ha. Rồi, cái phần hải sản của chúng ta vừa chín tới ha, xin sẽ cho ra một cái dĩa. Chúng ta nên để cái phần tôm này chưa nguội. Rồi, phần rau salad đồ nãy giờ chúng ta làm cái phần này, chúng ta cũng cất vào tủ mát. Cái phần bún này chúng ta sau khi luộc xong chúng ta cất vào cho mát mát luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trộn đều cái phần rau củ quả mà khi nãy chúng ta chuẩn bị trước nha. Đó, thấy chưa? Rất là màu sắc luôn. Nhất là những ngày nắng á, hoặc đi làm vậy mệt không muốn ăn cơm á. Đây, một tô rau rất là mát ha. Rồi, bây giờ xin sẽ cho cái phần sốt này vào nha. Đây ạ, chúng ta sẽ cho hết cái phần sốt này vào luôn. Và chúng ta chừa lại một ít xíu để chút xíu chúng ta rưới lên trên mặt cái phần hải sản. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp này trước nha. Đối với món ăn này á, thì khi ăn chúng ta hãy trộn và chúng ta trộn nhanh để đảm bảo làm sao cái phần rau củ quả được giòn nè, mọng nước, và cái phần bún chúng ta vẫn còn dai, không có bị ngấm nước vào mà mềm ha. Đối với này thì xin sẽ cho một nửa phần gói bún vào. Như các bạn thấy á, chúng ta luộc, khi mà chúng ta luộc nãy bún sợ bún rất là dai nè, đúng không nè. Rồi, chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Với cái món bún trộn này á, sau khi chúng ta trộn xong thì chúng ta sẽ dùng liền ha. Bây giờ xin cho ra một cái đĩa đây. Và chúng ta sẽ trang trí cái phần hải sản lên trên. Và chúng ta sẽ cho một ít tôm lên. Một vài miếng mực. Một dĩa bún trộn vào một ngày nắng nóng buổi trưa, chắc ăn tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta đều thích. Các bạn còn chần chờ nữa thử đi ha. Chúc các bạn thành công với món bún dưa hấu trộn hải sản sốt Thái ngày hôm nay nhé. Và chúc các bạn sẽ sáng tạo thêm nhiều món mới với dòng bún này nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.